Thưa quý khán giả, hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề, trao đổi, thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Có 49 trên 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự họp. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự. Tại kỳ họp này, bên cạnh việc bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Nhân dân thành phố còn xem xét quyết định các nội dung, trong đó quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với bậc mầm non và tiểu học, trung học cơ sở, mức thu học phí ở địa bàn phường thị trấn là 300.000 đồng một học sinh một tháng, ở xã là 100.000 đồng một học sinh một tháng. Đối với bậc trung học phổ thông, mức thu học phí ở địa bàn phường thị trấn là 300.000 đồng một học sinh một tháng, ở xã là 200.000 đồng một học sinh một tháng. Nghị quyết cũng nêu học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Mức học phí nêu trên là căn cứ để thực hiện hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định. Riêng việc hỗ trợ học phí năm học 2022-2023, nghị quyết quy định mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí năm học 2022-2023. Dự tính kinh phí hỗ trợ học phí năm học này là gần 309 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân cũng quyết nghị giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó giao 1.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ và các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022. Đồng thời cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cần Thơ. 8 nghị quyết thông qua tại kỳ họp đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố theo nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra. Trên cơ sở các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa cũng như sớm triển khai thực hiện các nghị quyết này làm cơ sở trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện đối với các nghị quyết này trong thời gian tới. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, thời gian không còn nhiều. Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, theo nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra trong năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết tâm, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 theo nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021 theo nghị quyết số 05 ngày 8 tháng 7 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ ngày 10 tháng 7 2022 vừa qua. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các sở ngành có liên quan, khẩn trương tích cực hơn trong việc xây dựng các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định để việc chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2022 được kịp thời, khoa học và đúng luật định.